Không để em trai vượt mặt kiếm tiền, hoàng tử Quy Lam đưa ra hành động bất ngờ khiến sân tỉnh Hà hê. Haji ký hợp đồng 20 triệu đô la ra mắt sách bất chấp tình thân đã khiến nhiều người bức xúc. Ngay lập tức Quy Lam đã có quyết định phản đòn khiến sân tỉnh Hà hê. Hoàng tử Haji lại đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi tự ý viết cuốn hồi ký về cuộc đời mình. Anh cũng không cần hỏi đến ý kiến của bà nội mình. Theo đại diện của nhà Sussex, hoàng tử Harry cảm thấy mình không cần sự cho phép của điện Buckingham để viết cuốn hồi ký trị giá 20 triệu đô la. Dự kiến cuốn sách này sẽ ra mắt vào năm 2022. Lịch trình này bị trùng với lễ kỷ niệm 70 năm trị vị của nữ hoàng Anh. Việc làm của Harry khiến dư luận thực sự phẫn nộ vì anh đã quên tình thân và cố ý muốn làm sự kiện của bà nội bị lưu mờ. Những người trong hoàng gia cho biết cuốn sách có thể là giọt nước tràn ly trong mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Harry và gia đình. Nhiều người tin rằng nữ hoàng Anh sẽ suy nghĩ lại việc có nên mời Harry và gia đình trở về Anh dự sự kiện trọng đại của bà hay không. Một nguồn tin nói rằng hoàng tử Harry đã bí mật làm việc về cuốn sách này được một thời gian và anh ấy cũng nói rõ rằng anh và người chắc bút Mohan sẽ làm tất cả để có được kết quả tốt nhất. Việc Haji sẽ lại xuất hiện cùng gia đình mình trong tương lai đang ngày càng trở nên khó tin. Trước việc làm của em trai hoàng tử William cũng được cho là có động thái đáp trả, được biết chỉ hai ngày sau khi Haji tiết lộ rằng đang viết hồi ký của riêng mình, hoàng tử William cũng ra mắt một cuốn sách mới có tựa đề A How to Shape Our Planet. Cuốn sách của anh nêu bật tính cấp thiết của những thách thức về môi trường mà thế giới đang phải đối mặt và giới thiệu một số giải pháp. Theo thông báo từ Điện Kensington, cuốn sách này sẽ được xuất bản vào tháng 9, trùng thời điểm phát sóng loạt phim tài liệu truyền hình gồm 5 phần trên BBC One về giải thưởng Earthsuit trị giá 50 triệu bảng của William. Hành động của Hoàng tử William nhận được sự ủng hộ của công chúng vì đây là một cuốn sách có giá trị đối với tất cả mọi người và mang một giá trị nhân văn to lớn.